Hẳn giải giúp con mối bận tâm này, con vốn theo Phật giáo Nguyên Thủy. Xin thưa với quý vị đó, giống như một người ở trong một cái mỏ vàng, thì họ nhìn xung quanh họ chỉ thấy toàn là vàng. Một người họ ở trong một cái kho bạc, họ thấy xung quanh chỉ toàn là bạc. Một người trong một cái kho sắt thép phế liệu, thì họ ngó xung quanh họ chỉ thấy toàn sắt thép phế liệu. Và một người sống ở những cái nơi dơ bẩn, thì họ nhìn xung quanh họ chỉ thấy những nơi dơ bẩn. Có nghĩa là cái nơi chúng ta sống như thế nào, chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều với những người như thế đó. Có những người đó, họ chuyên môn làm cái công tác là tư vấn cho những cái cặp tư vấn hôn nhân, thì họ làm một thời gian họ bỏ nghề, tại vì họ làm riết họ không còn tin tưởng nơi tình yêu nữa, họ thấy ở đâu cũng ngoại tình hết trơn đấy. Có nghĩa là cái môi trường chúng ta sống như thế nào, chúng ta sẽ thấy đa phần như thế. Quý vị nói đó là Phật giáo Nam truyền phỉ báng và hay chỉ trích phản đối Phật giáo phát triển, Phật giáo Bắc truyền. Quý vị thấy đa phần là như vậy. Nhưng quý vị có biết á, là trong suốt cái thời gian sư tìm đạo, trong thời gian sư tìm đạo trước khi mà sư quyết định là sư tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, sư đã đi qua kinh nghiệm qua Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Hoa Nghiêm Tông và Bát Nhã nữa đó. Và quý vị biết là khi mà sống ở trong đó đó, họ nhiều người, sư không nói, sư không qua đũa cá nắm, mà nhiều người thậm chí là ăn sâu vào trong tư tưởng ấy. Ăn sâu vào trong tư tưởng là một cái tư tưởng là coi thường Phật giáo Nguyên Thủy. Khi họ mở miệng ra là họ chỉ trích, họ phản đối Phật giáo Nguyên Thủy. Mà nếu như họ không mở miệng ra, họ không chỉ trích, thì cái cách cư xử của họ cũng cho thấy là họ phản đối, họ chỉ trích Phật giáo Nguyên Thủy. Tại vì cái cách được giáo dục, cái cách được nhồi sọ của họ thì họ sẽ như thế. Thành ra đó, những cái đối tượng, những người mà thích chỉ trích nhau, thích phản đối nhau thì ở đâu cũng có. Không phải là ở Nam truyền thì mới có, Bắc truyền cũng có. Mà không phải Bắc truyền mới có, mà ngay cả các cái thể loại ở đâu thì họ cũng có những con người như thế. Cái quan trọng là gì? Cái mà người ta chỉ trích đó, đúng hay là sai? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Người chỉ trích thì ở đâu cũng có, bất kể thành phần tôn giáo ha. Trong một tôn giáo đó, anh tu theo bất kỳ một cái môn phái nào thì cũng sẽ tồn tại những con người ưa thích chỉ trích. Thành ra đó, cái quan trọng là anh hãy bình tâm xem lại coi. Thí dụ như Phật giáo phát triển, khi họ chỉ trích Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam truyền, họ chỉ trích thì mình không có vội mà mình nổi sân, mình nổi khùng lên, mà mình lắng nghe coi họ nói như vậy có đúng hay sai. Nếu họ nói đúng thì mình chấp nhận, còn nếu như họ nói sai thì mình chỉ đơn giản mình nói là chúng tôi không có như vậy. Và ngược lại cũng như thế. Đó là cái cách khi chúng ta đối diện với những cái sự chỉ trích. Còn tại sao quý vị thấy là bên này chỉ trích bên kia nhiều hơn? Đó là do cái môi trường quý vị ở. Như sư nói, ở trong hầm vàng thì chỉ thấy toàn là vàng, trong hầm bạc chỉ thấy toàn là bạc, trong hầm sắt vụn chỉ thấy toàn sắt vụn, trong hầm chứa đồ dơ mình chỉ thấy toàn đồ dơ. Đấy. Thành ra đó, coi khi người ta chỉ trích đó, thì cái sự chỉ trích đó là đúng hay là sai. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà chúng ta nói về chánh pháp, tại vì các vị tu sĩ thì nhiệm vụ của các vị đó khi mở miệng ra nói thì phải nói về chánh pháp. Khi các vị đó nói về chánh pháp thì tự nhiên có những con người họ không sống theo chánh pháp thì họ sẽ cảm thấy họ bị tấn công, họ bị xúc phạm, họ bị xâm hại, họ bị mất quyền lợi. Ví dụ như khi một vị tu sĩ nói về giới
nói về sự giữ giới, nói về sự cao thượng của giới, thì những con người không giữ giới họ sẽ cảm thấy là họ bị xúc phạm, họ sẽ cảm thấy họ bị tấn công, họ sẽ cảm thấy là họ bị chỉ trích, họ bị vu khống, họ bị hàm oan, họ bị mất cái tự chủ, mất cái quyền lợi, vân vân và vân vân. Hoặc khi một vị đang nói về chánh pháp, vị đó nói về bát chánh đạo, thì những con người đi theo tà đạo, họ không đi theo bát chánh đạo, họ sẽ thấy là tôi không có bát chánh đạo, mà anh đang nói về bát chánh đạo có nghĩa là anh đang chỉ trích tôi, anh đang tấn công tôi, anh đang vu khống tôi, anh đang làm hại tôi. Cho nên có đôi khi khi chúng ta nói về chánh pháp thì không thể tránh khỏi cái chuyện là chúng ta sẽ khiến cho những người không theo chánh pháp họ bất mãn, họ cảm thấy bị xâm hại, họ cảm thấy bị tấn công, mặc dù chúng ta không cố ý. Cho nên Đức Phật nói như thế này trong Tăng Chi Bộ Kinh: chỉ có đời tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không tranh luận với đời. Đức Phật không có tấn công, không chỉ trích bất cứ ai, Ngài chỉ nói đúng sự thật. Tuy nhiên khi Ngài nói đúng sự thật như vậy, những con người sống không theo sự thật họ sẽ cảm thấy họ bị tấn công, họ bị bất mãn, họ bị mất quyền lợi, và khi đó họ sẽ tấn công ngược lại Đức Thế Tôn, tấn công ngược lại Phật giáo. Thành ra sư phân tích cả hai mặt để cho quý vị thấy, hiểu rõ được cái vấn đề ha.